Bất điện một phút ở nhà máy chip nhớ Samsung đi tòng vài triệu đô la Mỹ. Nhà máy chip nhớ của Samsung vừa có sự cố về cấp năng lượng. Nguồn tin ngành công nghiệp xác nhận với hãng thông tấn Yonhap, sự cố này diễn ra vào hôm thứ ba tại nhà máy Waseong, cách Seoul khoảng 60 cây số về phía tây nam. Đây là nơi hãng sản xuất bộ nhớ NAND Flash và chip DRAM. Phía Samsung cho biết, cần 2 đến 3 ngày để có thể tái khởi động lại dây chuyền sản xuất. Mặc dù bị tạm thời gián đoạn nhưng thiệt hại không quá nghiêm trọng. Hãng khẳng định không có gì đáng ngại cũng theo công ty, nguyên nhân sự cố mất điện là do cáp truyền tải ở một trạm biến áp gần đó phát nổ, làm cắt điện tại khu vực xung quanh nhà máy. Hồi năm ngoái, Samsung từng đối mặt với một sự cố mất điện kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ, ước tính thiệt hại do lần đó lên đến hơn 43 triệu đô la Mỹ. Hôm nay, Samsung đưa ra thông báo rằng họ vẫn đang điều tra vụ việc nhằm xác định mức thiệt hại. Một nguồn tin có hiệu biết cho rằng gián đoạn có thể gây tổn thất vài triệu đô la Mỹ.